Xin chào các bạn, hôm nay trên bàn của mình là một cây son của nhà MAC các bạn ha. Khá lâu rồi mình chưa gửi đến các bạn cái video nào của son MAC các bạn. Đây là một cái cây son cổ điển của MAC. Đây là cái màu thuộc cái dòng Eucalyptus Rose Lavender, màu 607 các bạn ha. Đây, 607 Lady Dandruff ha, phụ nữ nguy hiểm. Mình dịch ra như vậy. Đó. Đây. A32. Rồi mình sẽ mở hộp các bạn ha. Đây là một cây son màu đỏ cam các bạn, màu đỏ cam hiện tại đang là trend của các chị em trong một số năm gần đây các bạn ha. Vẫn là thiết kế quen thuộc của MAC, một cây son hình viên đạn ha. Đó, phía sau lưng này chúng ta sẽ có cái cốt của nó là A32 các bạn. Đây. A32 đây. Năm nay thì MAC lại in bên hông rồi ha. Mọi năm là in ở dưới cái đáy hộp, năm nay in bên hông ha. Và các thông số của nó, cái điện thoại mình nó không bắt nét được, các bạn thông cảm ha. Đó. Rồi. Đây là một cây son màu đỏ cam các bạn nhé. Đó. Hình thật của nó thì mình sẽ để kế bên để các bạn xem. Đó. Màu đỏ cam, một màu rất là trend của chị em phụ nữ, rất là đẹp. Đó. Rất đẹp các bạn ha. Một thiết kế rất là quen thuộc, nhỏ nhắn xinh xắn của nhà MAC, rất tiện để các chị em mình để trong túi mang đi chơi, đi học, đi làm để mà giảm thêm son sau khi chúng ta ăn uống hay là uống nước ha. Đó, chúng ta cần giảm thêm son, bỏ vào bóp rất là nhỏ gọn, rất là tiện. Đó. Rồi, bên mình thì bán các sản phẩm đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để đầu video, hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn trên tay những cái mẫu đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng như vậy, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn. Cái son này thì khách nam mua tặng cho bạn gái, nên mình sẽ tặng khách nam của mình một cái hộp như vậy để các bạn khỏi phải đi gói quà các bạn ha. Rồi, mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.